Trời giống bếp bạc. Rồi. Anh vô anh vô ạ. Cảm ơn. Cầm mấy thùng đá phụ kìa. Nè ok, đá lớn nè. Hộp vịt ngon quá. Cái này là hộp vịt, hộp vịt hay là ngỗng ta? Ôi chị cho hỏi, cái này hộp vịt hay là ngỗng? Hộp vịt. Hộp vịt nhà của bà này ta nuôi nè. To dữ hả? Bà này bà nuôi, bà cho ăn cá với ăn á. Dạ. Ăn nó đẻ trứng bự. Dạ lấy cho cái này bao nhiêu tiền một cái này? 40.000 đi. 40.000 một chục hả? Lấy cho 20 đi. 5 chai, 5 chai luôn ha. 5 chai sao đủ? Chai nào? Chai lít rưỡi. À lít rưỡi hả? Trời tao hủ ngon quá. Dạ anh mà thấy, dạ anh thấy cái này mơi. Kiếm là chủ đầm cỡ 100 hecta ha. Ủa quá là quýnh cái chẻm mỗi ngày luôn á nha. Vô giữ đầm. Ờ vô giữ đầm luôn á nha. Vô cái bến ghe chung. À. Cái bến này thì nó nằm lại cái mòn ở đây nó sâu. À. Bình thường á, khi mà nước đầy á thì cái bến kia nó gần, mình gửi xe xong mình rẽ cái hẻm cặp xong rồi đi xuống. Và ở trong nó sẽ đi ra xong nó sẽ phải kiểu gì nó cũng chạy ngang đây. À. Nhưng mà hôm nay là nước kém, nước cạn á, nước cạn xìu rồi đâu có vô được bên kia. Không, mình thấy sông lớn thì nước nhiều nước chứ đó. À. Nhưng mà ở đây cái cảnh nó không có đẹp bằng bên Phước An đâu nha. Đúng rồi. Phước An nhìn nó đã hơn. Cá nhiều Phước An. Cá nhiều hơn. Dễ câu Phước An. Dễ câu hơn hả? Tại vì Phước An mấy cái đập mà có anh phải đi, anh Dương Quýnh gần phải đứng á. Anh quay càng xa tỷ lệ có cá càng cao. À. Còn đập mình đã như khi nó lập thạch chứ. Ờ vậy hả? Vậy là dễ quýnh hơn đúng không? Vậy là Tân thể hiện được. Còn bên Phước An Tân đâu thể hiện được. Tân qua bên đó là Tân sò. Tân quýnh, Tân ngủ chưa luôn, Tân ngủ mất xác luôn. Tân mà nó đi có em là nó đâu dám gáy đâu, không biết là dạ, nó có gáy bậy không. Không có, nó vô nó sò, nó cũng vô nó ngủ luôn. Nó quýnh dựng xíu nó ngủ. Quýnh không có ngủ rồi chứ nào bây giờ. Cát không mà đâu có lúng đâu. Cát không có lúng tại nước trễ quá chứ phải nước sớm mình vô tới đây là quýnh luôn. Còn lỡ lúc xíu thì không có sao đâu. Đi ra một rưỡi. Lên không hả chú Bình? Trời xém xíu quăng xe. Trời ơi nguy hiểm. Bình tĩnh mà rung.
lội chút. Ô xa đấy. Nó sợ gãy cái cây thôi, bước vô. Trời ơi. Nghe cái gắt cái cây dưới rồi nè. Cái này nè. Thấy thấy cần nó trước. Không không không, nè nè nắm. Hai thằng gị mới nổi, bộ anh gị không nổi đâu. Có chạy máy này nữa mà. Hey. Anh đi vô trong luôn đi. Ôi, giống bếp mẹ. Rồi rồi. Mới kéo có xíu thở như chậm. Còn người nào lịch sự mang dép bỏ ngoài à. Lịch sự. Là sự ghê. Ê. Ôi, 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 ôi. Đã luôn phải không? Đi đi đã sâu, đã về rồi. Được con nào? Ghê xuống cho nó. Thôi trong đó còn gì đó. Cái gì cần lạnh thì được đó hết. Trái dưa hấu có cần lạnh đâu. Cần với mày. Thôi trái dưa hấu để đây đi. Đây cũng có đã. Bỏ nước xuống. Để cái mình xuống đó đây. Đó. Sao thanh lý? Được. Con này thanh lý được nè. Mấy con này thanh lý được hết á, chỉ có Trung Quốc là không thanh lý được thôi. Cho anh coi cái con. Trời thời buổi này còn 120. Thời buổi này mà còn còn bích đờ. Tạo tới đài chắc 1.5 tiếng nữa mới xong quá. Ta lên cá gầm gầm mà. Tân không quýnh sát vô ngay cái đó đâu, đó hả? Có trà không? Quăng không tới hay là sợ trà? Quăng tới thì tới. Có thấy ai thì chào anh biết. À, anh biết. Vậy 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 vậy. Tên nổi. Cá gì vậy vậy nè. Mới lưới hay gì? Cho cái gì bự quá ha. Ủa cua mình bán sao vậy anh? Hả? Cua mình bán sao vậy? Cua hả? Dạ. Bán sao hả? Dạ. Để em đem bữa trưa. Mấy trăm ngàn ký vậy? Bao nhiêu anh bán? Không biết để hỏi bà sản biết. À dạ. Có con à? Có con à. Con này nó bị na với đêm gì ăn. Nó bị gì? Không gì mà nó na của na. Na là sao em? Mềm. À nó mềm mà nó không ngon lắm đúng không? Nó cũng thịt dữ lắm, tính đêm gì ăn. À dạ. Thôi vậy để em hai con này đi. Để chút để chưa em bỏ luộc ăn. Để hai con đó đi. Em trả tiền luôn để cho nó khỏi lộn xộn. Dạ. Thì quýnh đi, quýnh không không ok đi chỗ khác. Nó lên cá rồi. Ơi sảy ơi. Chứ bây giờ thôi. Alo. Alo. À, có em tới giùm anh đi. Em tới để anh kêu vợ anh xuống lấy. Ừ. Trời ơi. Điện thoại quỷ. Chắc cá nhỏ. Cái
Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Dây nhỏ này mình quăng gió nó dễ rối đó. Em có xài không có xài gì phải không? Không có xài dưỡng dây phải không? Có xài không? Mới xịt bữa đi suối về đó. Trời, tôi mỗi lần tôi coi nó mỗi lần xịt ông ơi. Hay quá. Có bữa bắt con ngay đó. Thấy chỗ đó. To không hay nhỏ? Nhỏ rồi. Đập mồi đi cho nên nhóm lên. Tự kéo. Sao cái gì có cái đầm răng, đầm nó có cá măng. Nếu mà qua nãy qua cánh cổng thì mình về phải rồi. Chắc phải chờ à. Cái cháp. Để luôn. Trời ơi chút xíu à, bởi vì cá đâu có lớn đâu. Cháp ở đây nó vậy không à? Ơ chết mẹ. Cháp đây nó vậy không à? Nó lớn cũng không được nữa. Nó rộng không rộng hay là để nó khô luôn hả? Hay nhỏ quá. Sao? Để nó trên khô lại đi ha. Hay anh có cái gọng nhỏ xíu à, kẹp nó vô. Coi tiếp thôi. Không gì hết. Nó nhỏ giống như là cháp đây nó vậy á. Không có cá được nè. Mừng rồi. Như chạy rắc hết hồn. Rắc cứng cứng á, rồi sao nó chạy được cũng hay á. Lên cá anh em ơi. Nó quýnh cả buổi luôn á. Megabass get him tin nè. Megabass get him tin. Dứt. Thằng nhỏ đúng xôi luôn đi. Sao? Chưa. Nãy giờ đâu có bấm máy. Rồi hay quá Tân ơi. Tân có cần chụp hình không? Thôi. Thôi, để cái thôi được đấy. Nãy giờ anh đâu có bấm máy. Chụp chụp hình con ngồi trả hàng cho. Mấy ngồi chưa trả tiền ấy. Kiếm chưa cầm. Chào anh em ha. Vinh đang ở đầm ở Bình Đại thì Vinh bắt mới được có 2 con cá thôi à, dính được 1 con cá chép với 1 con cá cái cháp nhỏ, không bắt được con cá nào lớn hết. Tân nó đi chung thì nó cũng bắt được 2 con cá cháp. Và bây giờ mình đang trên đường mình về nè, nó rất là mệt luôn á. Mệt lắm luôn á. Anh em đi đầm mà sức khỏe mà hơi yếu yếu á, có thể là đi không nổi á. À gương mặt của Tân nè. Rồi mệt quá Tân ơi. Ủa nó còn sao không Tân? Sắp xỉu rồi hả? Không biết làm gì. Đứng nhó à? Đứng nhó thôi. Tính bắt từ từ rồi, nương nó từ từ đi ra cái thấy nó máng vô cây cái vừa chọc cây cần ra cho khỏi cây cái cây trả lại tắt cái rồi xong.
Như phụ nữ đám đàn. Té đầm. Té đầm. Cái gì anh Bình? Rồi, vô tiệc ăn đi, ăn đi. Rồi, vô ăn đi, ăn đi anh. Anh em ăn cơm ngon. Tí chắc lần đầu ăn trong nằm phải không? Có. Có đi rồi hả? Có ăn rồi. Ăn gì nhiều. Nhưng mà anh đi hướng về ẩm thực màu nhiều. Rồi bây giờ ở dưới. Cái nó mà chừng 3 bữa nữa là hết. Nè, đập cái đi Hoàng. Quay phim phải không? Ừ. Quay phim đập xong rồi cái kia ăn miệng đó. Ừ, quay rồi. Đập đi. Đây ha, phải mãn ha. Ngon nè. Ngon không Hoàng? Này dưa hấu gì à, em? Dưa hấu nó ghi gì vậy? Dưa hấu Bình Đại hả? Dưa hấu mang tim á. Mang tim hả? Để mang tim mới được. Mang tim tim quá chất Trung Quốc vô nó ngọt. Không mà ngọt thiệt. Không, dưa lúc này đã thấy không? Này chắc thuốc nhiều lắm đúng không anh? Không, nó cũng có thuốc. Ít thuốc à? Vậy là có thuốc. Vậy là có thuốc nhưng mà ít đúng không? Ông ở đây trồng trồng dưa hấu nhiều lắm nha. Ừ. Vô hả? Hay quá. Hay quá Nhân ơi. Cho anh xin tấm hình đó đi Nhân. Để chụp hình cho Nhân. Chám này cũng tới số rồi. Con sám hai mà nó ăn con sám hai. Ok. Của em con 65 nữa. Nó hết. Sao nó rung quá vậy? Em cầm cái thề nó được. Ok. Con nó bự hơn chép. Giỡn hoài cái chép anh. Kìa, bỏ vô cái dẻo đó kìa. Cột ngay chân á. Dẻo đỏ thấy không? Thank you.